Bao nhiêu tiền một cân? Cân họ 2 cân. 2 cân là bao nhiêu tiền? 2 cân 22. 2 cân là 2 cân mấy? 45 50.000. Sao lại 2 cân là 2 là 45.000 50.000? 2 cân. Bao nhiêu tiền một cân? Cân 22 nhất. Cân 22.000 à? Thế mua 10 cân là bao nhiêu tiền? 10 cân thì không. Nhiều mà. Hả? 10 cân là bao nhiêu tiền? 10 cân thì 200. 250 nhỉ? Không biết tính. 10 cân là 250 à? Cân 220, 10 cân là 250. Ồ. Tiền tốt. Sao lại tính thế à? Để hết thì đấy. Không. Thế thì còn bằng này thôi. Của nhà lá vườn. Của ai? Của nhà lá vườn. Của nhà lá vườn á. Cây nhà lá vườn. Hết đi nha. Hết chỗ này là bao nhiêu tiền? Cân lên. Không bán cờ mua, không mua cân đâu, mua chỗ này bao nhiêu tiền? Quá, bao nhiêu thì bao nhiêu? Ăn ăn nào, cút hết vào. Không có ngon nhiều, hết cả không hết. Cháu bao nhiêu? Cháu ăn bao nhiêu cân thì cháu thích rồi không? Cái này 100.000 chỗ này. 50.000 thôi à? Sao mà đắt thế à? Hai chỗ này gọi như 100.000. 100.000 không được. Thế thôi. Mốt đi. Không, đấy không mua, đấy là bọn ấy không có bọn ấy nhiều tiền à? Không, bọn này nhiều tiền. 100.000 mua hết đây à? Ờ, có bán hết chỗ đây 100.000 không? Đúng rồi, cả lốt chỗ này là 100.000 à? Cái nào gọi đấy? Thôi à, không bán đi về Hà Nội luôn này. Hà Nội đi đâu đây? Nhà lá vườn mà. Đây nhà sản xuất. Nhà lá vườn đi. Ở cái nhà lá vườn cho đây à? Ngày xưa nhiều củ lắm, giờ này không có củ. Ừ. Thì không thành rồi. Năm nay không có củ à? Cái này gọi là củ hay quả à? À, gọi là củ à? Cái kia chú đi đi. Ngày xưa đấy nhiều nhỉ? Thôi đồng bào cho người Kinh đi à? Chụp ảnh xấu xí lắm đấy. Người Kinh xấu lắm à? Người Kinh. Nào nào, đồng bào cho người Kinh nha, bán tất cả chỗ này 100.000 nhá. Cả chỗ kia kìa. Không. Mình cho à. 100.000 cả chỗ kia kìa. Cái cân lên. Không, cái kia phải cho đây à, cái kia phải để ấy à. Kia thì cân lên. Không cân, không mua cân. 2 cân 45.000. Họ đi chơi mà. Đấy, khách du lịch à, đánh bán cho khách của đây còn phải mà trả tiền hoa hồng thế này. Đâu, đấy, ui dồi ôi. Lại. Em quay đấy, em quay xuống ngoài đấy, cân thôi. Quay. Cân này. 4 cân 2. Ui dồi ôi, chỗ này sao lại 4 cân 2 à? 4 cân lên đi. Hơn. Rồi, 4 cân rưỡi nha, 4 cân 2. 4 cân 2. Không à? Ở đây này, đây làm gì được à? Đây này. Ôi, này. Ăn thoải mái đấy, cây nhà lá vườn mà. Ôi, bán cho anh gì à? Hai túi. Hai túi là được. Ơi, em ơi. Ơi, không.